Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn ba dạng cờ bảy xe cực kỳ hấp dẫn. Dạng đầu tiên thì Liễu Nhị Bình đấu với Lý Lâm thì cầm đỏ đi tiên, còn Liễu Nhị Bình cầm đen thống hậu. Mời bạn thưởng thức. Chuyên
将军。将军。Trên đây đỏ không còn gì để chơi nên đã buông cờ. Mà các bạn xem tiếp trận Kim Ba gặp Hớn Ngân Xuyên. Trận này thì Kim Ba cầm đỏ đi tiên, Hớn Ngân Xuyên thì cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.
Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun. Trên đây thì quân của Kim Ba đã bị khóa chặt, cho nên Kim Ba cảm thấy không chống đỡ được nên đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem trận tiếp theo. Thái Trung Thành gặp Hứa Văn Học. Trận này thì Thái Trung Thành cầm đỏ đi tiên, còn Hứa Văn Học cầm đen thống hậu. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军。Trên đây thì đỏ phải mất một quân, cho nên Thái Trung Thành đã buông cờ nhận thua. Video mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở video sau.